Cách tìm lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ và chu kỳ bán rã trong trình tuần lưới 12 cần chú ý những gì? Hãy xem thật kỹ cái video này nhé. Bắt đầu. Đầu tiên nhất đó là tìm số hạt nhân và khối lượng còn lại sau thời gian T. Chúng ta áp dụng định lực phóng xạ. Số hạt nhân và khối lượng của chất phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ. Với N và M này là số hạt nhân và khối lượng còn lại. N0 và M0 đó chính là số hạt nhân và khối lượng ban đầu của chất phóng xạ. Thì ta có N0 chia cho hai mũ N này bằng N. Với N nhỏ bằng T nhỏ chia T lớn. Hay chúng ta có thể viết lại là N và N0 hai mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Khi thế quyển thức, các bạn chú ý T nhỏ và T lớn này cùng đơn vị. Hay có thể ghi là N0 E mũ trừ lambda nhân T. Tương tự như vậy cho khối lượng còn lại. Và ở đây lambda là gì? Lambda là hằng số phóng xạ bằng log lê ve của 2 chia cho T. Ở đây thì các bạn bắt buộc phải đổi đơn vị chu kỳ bán rã này sang đơn vị giây để lambda có đơn vị là phân rã trên giây hay là phân rã môi trường 1. Từ công thức này chúng ta có cái hệ quả, đó là tìm phần trăm số hạt nhân còn lại hoặc là phần trăm khối lượng còn lại thì bằng N chia N0 nhân 100%, thì kết quả chúng ta còn là 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn nhân 100%. Các bạn chú ý T nhỏ và T lớn khi thế quyển thức phải cùng đơn vị nhé. Và nội dung thứ hai đó là tìm số hạt nhân và khối lượng bị phân rã sau thời gian T. Các bạn chú ý cho mình, bị phân rã thì bị phân rã sẽ bằng ban đầu trừ cho còn lại. Thì cả hai biểu thức này có dạng tương tự như nhau. Delta N thì bằng N0 mở mặt 1 trừ cho 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Thì ở đây chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa số hạt nhân và khối lượng. Thì N bằng M chia A nhân NA. M này là khối lượng chất phóng xạ đơn vị là gam. NA là số Avogadro và A là số khối của cái hạt nhân đó. Và tương tự chúng ta tìm được phần trăm số hạt nhân bị phân rã, nó sẽ bằng với phần trăm khối lượng bị phân rã và sẽ bằng 1 trừ cho 2 mũ trừ T nhỏ chia lớn nhân 100%. Vậy thì làm sao để tìm tuổi phóng xạ? Tìm tuổi phóng xạ chính là các bạn có các thông số để tìm được T nhỏ. Tìm chu kỳ bán rã thì chúng ta tìm T lớn bằng biểu thức của định lực phóng xạ hoặc biểu thức của hằng số phóng xạ. Vậy thì không khó để giải bài tập vật lý hạt nhân nếu quan sát kỹ video này. Chúc bạn học vật lý vui vẻ và thành công. Học lý thì tốt, máy đỉnh.